Rồi, ok nhá. Có gì lát em gọi lại nhá. Này, đi thẩm quán mới không? Thấy bảo là đồ ăn được phết. Đi. Chị không thấy mưa to như thế này mà còn tưởng em đi chơi. Cái gì? Mưa à? Ôi giời, nắng vỡ mặt thế này mà lại bảo là mưa. Này, bị sếp mắng nhiều quá nên là ẩm đi xe à? Mưa ngập lòng em đi thôi, bão trong lòng. Mà thôi, nói tóm lại là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em chả thiết tha đi đâu đâu. Thế nói tóm lại là có đi ăn không? Chị bao. Chị bao? Ừ. Thật. Thật chứ không bao giờ đùa. Đi luôn chứ còn gì nữa. Em ấy rửa mặt kìa. Rửa mặt như rửa bàn tay ấy. Đúng là chỉ có cách này mới giúp cho cô vượt qua được bão lòng nhỉ. Chỉ có chị là em nhất. Có bao giờ em bị kiểu như đau và tụt mút như vậy không? Ngay lúc này anh ạ, em chỉ cần bây giờ cái cảm giác của em động vào đây anh cũng đau, động vào đây cũng đau, động vào đây và đây đều đau. Chứ không, anh là người mang lại niềm đau cho em. Em bị đau tay. Ngoài cái việc mà không chỉ là mình đau về thể xác đâu mà đôi khi con người chúng ta còn có những niềm đau về mặt tinh thần mà không thể nào mà giải tỏa ra được cơ. Ngày hôm qua thôi em cũng có ở trong một cái hoàn cảnh tự nhiên khiến cho mình tụt mút thật. Là có một cái tình huống diễn ra làm cho em thấy buồn. Và em chợt nghĩ về cuộc sống, về con người. Và lúc đấy tâm trạng làm việc của em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Buồn cũng có cái hay mà. Con người thì phải có lúc vui, lúc buồn mà, đúng không? Vâng. Có những ngày có những cái buồn không có lý do. Tự nhiên ngày hôm nay trời thu hiu hiu lạnh, trong là thấy người lòng nó xe sát, tự nhiên giật mình nghĩ là mình 60, không biết mình sẽ còn bao nhiêu nữa, cứ thế là buồn thôi. Nó là một cái trạng thái cảm xúc của con người. Không, anh nói rất đúng, không thể nào lúc nào mình cũng hớn ha hớn hở, lúc nào cũng tươi vui, bởi vì trong cuộc sống mọi thứ nó diễn biến ra hàng ngày, từ công việc này, từ gia đình này, từ bạn bè này, rồi rất nhiều những cái mối quan hệ nữa, và đôi khi trong mình ấy nó có một cái nỗi buồn mà mình không thể gọi tên được. Trong lòng mà nó đã có cái nỗi niềm nào đó rồi thì người ta hay phóng chiếu lên, tức là cứ mình nhìn thấy ở đời nó cũng cứ đen tối như vậy thôi. Đã có người mà ra đường thì chê là đường, đến cơ quan chê là cơ quan, gặp bạn thì sao hôm nay trông mặt mày thế nọ thế kia, người ta nói lại là có cái mặt mày thì có đó. Thế thì đôi khi là chính chúng ta này đeo cái kính đen hay cái kính râm rồi thì nhìn đâu nó cũng tối. Giống như là mình có một cái ngón tay đau thì cho dù mình có chạm vào đâu mình cũng cảm thấy đau, mà thực ra chỉ từ đau ngón là chính tay ở cái thôi. Này, đúng rồi. Trong công việc nếu mà một ai đó đã từng bị lừa chẳng hạn, là đi ra nhìn đâu cũng thấy sạn. Đúng. Nhìn đâu cũng thấy một cái sự dò xét, một cái sự phán xét, và mình thận trọng hơn, và nó làm cho mình, những người xung quanh mình cũng vô tình bị ảnh hưởng. Lây lan về cái trạng thái cảm xúc là có. Ví dụ hôm nay em vui, gặp em với những cái câu chuyện vui, một gương mặt vui, một nụ cười tươi, thì tự dưng cái cảm giác của một người đối diện sẽ thấy rằng là ồ, mình sẽ được nhận một cái nguồn cảm xúc tích cực. Nhưng mà hôm nay thấy em âu sầu ủ rũ, hoặc là thấy anh cáu gắt, không giống như anh đinh đoàn mọi ngày mà anh lạnh lùng hơn, thì cái người đối diện cũng sẽ tự đặt ra một câu hỏi rằng là à, nghĩa là mình phải cẩn thận hơn, không thể bông đùa anh giống như mọi khi, không thể nói với Hương giống như là mọi khi được. Có bao giờ mà Trang cảm thấy là mình phải sống thật với cảm xúc mình, tại vì nhiều khi lúc đó mình quá buồn dạ. Nhưng mọi người bắt em vẫn phải vui, vẫn phải hòa đồng với mọi người, làm cho mọi người tích cực lên, nhưng trong lòng em thì đang một cái gì đó rất là khó chịu. Em luôn bị đấu tranh rằng mình muốn sống cảm xúc thật của mình, nhưng mình cũng muốn rằng là mình được cải thiện cái điều đó tốt hơn, và cái vẻ bề ngoài của mình tỏ ra rằng là mình đang rất là ổn. Sao tự nhiên mình cứ bị tụt mút thế nhỉ? Mình cảm thấy tâm trạng nó không được tốt, là lập tức là phải sốc lại tinh thần lên và nghĩ rằng là nó là cái chuyện ngoài lề, mình không được phép đem vào, nghĩ đến vào cái thời điểm này, và cố gắng gạt nó sang một bên. Nhưng bằng một cách nào đấy nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu em. Em cứ đang làm việc nó sẽ bị phân tâm. Và em phải nhớ một điều là cho dù là mình có không vui như thế nào, nhưng không được đem cái cảm xúc đó mình áp lên nhân viên của mình. Mình nhìn đâu mình thấy làm chưa được là mình dễ bị tăng xông, dễ bị có thể là nói to hơn một chút, quát nạt hơn một chút là không được. Ngày trước là em cũng ở trong cái giai đoạn ngây thơ, là em có gì đấy là em sẽ bộc phát và em sẽ không kiềm chế đâu. Nhưng em phải công nhận là khi mà tuổi đời càng cao, gừng nó càng già thì nó sẽ càng cay hơn đó, là mình cũng bắt đầu dần dần mình biết mình giữ nó ở bên trong á.
cuộc sống nó sẽ tự khiến cho em có được những cái bài học quý giá. Với hàng ngày em tiếp xúc với tất cả mọi người, những công việc mà em sẽ phải trải nghiệm trong cuộc sống tiếp theo nữa, người ta nói rằng vượt qua cái tụt mút đấy, nó có nhiều cách lắm. Nếu như em là một người phụ nữ năng động thì chị nghĩ nó, hiện giờ nó còn quá nhiều những cái thứ, những cái trò để mà em có thể bám vào đó, em kéo mình lên. Phải dám tâm niệm với mình một câu là mắc kê nô, tức là mặc kệ nó. Bởi vì có những cái buồn nhỏ nhỏ tự nhiên nó sẽ qua. Nếu ta cứ tiếp tục công việc, ngồi đấy mà ngẫm về nỗi buồn thì nó sẽ buồn hơn. Nhưng mà ta cứ đi làm, cứ cuốn đi rồi nó sẽ át đi. Cũng giống như trường hợp mà đôi khi bị ốm mà ốm không lớn lắm, không phải lúc nào ốm đi mua thuốc đâu. Kệ, cả một tí ho một tẹo rồi cứ lao vào việc làm, rồi đến ngày hôm sau thấy nó khỏi lúc nào cũng biết. Mình không làm gì được khi mình quá buồn hoặc là mình quá nhiều cảm xúc. Nhưng nếu mà mình gượng như vậy thì người ta sẽ kêu là ôi bạn này giả tạo quá, bạn này không sống thật với chính mình. Và từ đó mình không có giải quyết công việc một cách tốt nhất được. Cho nên cái việc mà mọi người nó cân bằng cái cảm xúc của mình, và đặc biệt là chúng ta sống thật với cảm xúc của mình, nó rất là quan trọng nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn ngày mai thì chúng mình sẽ trò chuyện với quý vị khán giả với chủ đề gì nhỉ anh Phúc? Chủ đề này cũng rất là hay, di truyền nỗi đau. Nghe chủ đề này rất là hấp dẫn đấy. Thế nên là chúng tôi rất mong muốn ngày mai sẽ được ngồi cùng với quý vị để tâm sự và trò chuyện về chủ đề này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.